Khán giả có số điện thoại 0369, 3 số cuối là 660 có hỏi: Thanh long trồng được khoảng 1 năm đã thu hoạch được 2 vụ. Thời điểm hiện tại thì đang cho quả lứa 3. Khoảng gần tháng nay thì thấy xuất hiện đốm trắng ở trên quả và dây. Sau một thời gian thì dây thanh long bị héo, hỏi nguyên nhân và cách khắc phục. Vâng, với những biểu hiện của thanh long như mô tả, tiến sĩ Đinh Văn Thành đã có lời giải đáp như sau. Trước mắt bà con nên làm số các cái biện pháp hỗ trợ như sau để mà hạn chế cái bệnh này ở trên cây thanh long. Thứ nhất là với cây thanh long thì trước khi mà trồng, bà con rất quan trọng một cái điều là bà con cần phải khử đất kỹ lưỡng, gồm có các cái công đoạn như sau. Cái thứ nhất là cây bừa phơi ải đất trong khoảng từ 2 cho đến 3 tuần. Và trong 2-3 tuần đấy thì chúng ta cũng phải cày bừa đảo lên khoảng độ 2-3 lần. Đấy, xong cái giai đoạn mà phơi ải đất rồi, thì đến cái giai đoạn là dùng phôi bột chúng ta khử cái lớp đất mặt. Đấy, thì, và cái phôi bột này thì nó cũng cần phải 2 tuần, cũng cần trong khoảng 2 tuần. Thế là tổng cộng cả hai cái giai đoạn này mất khoảng tối thiểu là 1 tháng. Đấy, thì và chúng ta có một cái điều như này là chúng ta, nếu mà chúng ta làm được hai cái động tác như thế này rồi thì nó sẽ khử bớt những cái nấm bệnh ở trong đất đi cho chúng ta. Cái biện pháp thứ hai nữa là cần vệ sinh và nhặt sạch tất cả các cái tàn dư của các cái cây trồng của vụ trước đi, rồi chúng ta mới bắt đầu trồng thanh long. Và trước khi trồng thì chúng ta có một cái động tác tiếp theo nữa là bón phân chuồng ủ với lân và nấm Trichoderma cho nó hoài mục, rồi sau đó dùng cái phân đó bón lót. Và cái nấm Trichoderma thì nó có cái tác dụng là nó sẽ loại trừ bớt những một số nấm hại, chưa được hết nhưng mà một số nấm hại ở trong đất cho cái cây thanh long. Cái biện pháp tiếp theo là khi đã có triệu chứng bệnh thì những cái quả bệnh, những cái cành bệnh chúng ta mà đã cắt bỏ, loại bỏ đi ấy, thì chúng ta không được vứt xuống dưới các cái mương nước của chúng ta. Bởi vì thông thường thì cái liếp thanh long ấy thì bao giờ cũng có kề theo, kèm theo là có cái mương nước ở bên cạnh. Mà chúng ta vứt xuống đấy rồi chúng ta nước nó chảy sang chỗ khác thì nó lại đem bệnh lây chỗ khác. Hoặc chúng ta lại dùng cái nước ấy chúng ta tưới lên thì với hình chung là nó lại là cũng là nguồn bệnh, lây bệnh cho cây. Thế cho nên là tuyệt đối không có xả các cái quả bệnh, cành bệnh xuống dưới cái mương nước tưới của chúng ta. Một cái biện pháp tiếp theo là không dùng phân gà hoặc là phân mà có cái bã sơ dừa để bón cho cây thanh long. Thì bởi vì là nhiều cái tổng kết thực tiễn thì cho thấy rằng là hai cái đối tượng này nó sẽ làm nặng thêm cái bệnh của chúng ta. Đấy, cho nên là chúng ta cần phải lưu ý là không có bón cho thanh long cái sơ dừa hoặc là cái phân gà, mà đặc biệt là cái phân gà mà lại ủ mà chưa được hoai mà đã dùng bón thì rất nguy hiểm. Đấy, một cái biện pháp nữa là tăng cường sử dụng các cái phân hữu cơ, phân xanh mà đã được ủ hoai mục và ủ kèm, ủ trộn với lại nấm Trichoderma và lân. Đấy, để và giảm tối đa cái phân đạm hóa học đi. Đấy, thì và trong cái vườn của chúng ta ấy, là cố gắng không để cỏ mọc cao quá, mà chúng ta nên dùng cái máy cắt cỏ mini chúng ta giải quyết nó đi, thì nó sẽ làm cho cái ẩm độ trong vườn nó sẽ thông thoáng, và thường xuyên là phải tỉa cành tạo tán để cái trụ của chúng ta nó phải thoáng, khô thoáng thì nó sẽ đỡ cái bệnh. Thế còn những cái bệnh tạm thời, những cái triệu chứng bệnh đó tạm thời, chúng ta dùng mấy cái thứ thuốc có gốc đồng như sau. Một là copper oxychloride cộng với streptomycin, hoặc là sử dụng một trong các cái thuốc gốc đồng khác, chúng ta phun ít nhất là 2 lần cho cây và cách nhau là 7 ngày. Nhưng giờ thì trời cao, đất thì dày, chui thì không chui xuống được, giờ biết kêu ai, giờ chỉ tự mình làm, mình chịu chứ. Đúng như đánh bạc là vì làm sao? Đấy, nhưng vừa rồi bão rồi, nhiều nhà mùa này chúng tôi mất trắng không được đồng nào. Những vấn đề nóng bỏng của làng quê, những kỹ năng và
tri thức để phòng vệ. Những con đường nông dân khởi nghiệp và sự nỗ lực không mệt mỏi. Thông qua kênh VT16, tôi đã tìm hiểu được rất nhiều về những cái phương tiện sản xuất trên lĩnh vực nông nghiệp. Học được nhiều cái, cũng đi lên cũng có nhiều kinh nghiệm trong cái việc trồng trọt. Phân tích, bình luận với các chuyên gia uy tín. Với ta họ rất dễ dãi, nhưng mà cái điều đó lại biến chúng ta trở thành sự luống cuống không chuyên nghiệp. Anh muốn giữ được thương hiệu thì anh phải có chiến lược dài về cái sản phẩm của mình. Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đang chuyển mình như thế nào? Nông thôn chuyển động 6 giờ 10 phút hàng ngày, phát lại vào 14 giờ 15, 21 giờ 40 trên 3N VTC16. Con giống, vật tư, sâu, dịch bệnh, cách phòng trừ, mô hình hiệu quả, chia sẻ kinh nghiệm. Alo, VTC16 xin nghe ạ. Ở đây chuyên gia trả lời cho bác là cây bí đã bị bệnh do virus gây hại ạ. Bác đã làm theo các đồ điều trị của chuyên gia chưa ạ? Bác chưa theo dõi được chương trình ạ? Vâng, vậy bây giờ bác có thể chuẩn bị sẵn giấy bút ạ. Cháu sẽ đọc lại lời tư vấn của chuyên gia cho bác ngay bây giờ ạ. Mọi vướng mắc của bà con trong quá trình sản xuất nông nghiệp sẽ được các chuyên gia uy tín trong ngành tư vấn giải đáp. Tổng đài tư vấn nông nghiệp 1900 6145 luôn sát cánh cùng nông dân Việt Nam.